đón chào Tiêu Minh Phụng. Em chào anh Trấn Thành và em xin chào anh Trường Giang ạ. Em đang làm việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn năm nhất. À, mê hài lắm hả? Dạ. Mê anh Ngô Kiến Huy lắm hả? Dạ không. Sai luôn. Với em mê ai? Dạ. À, thần tượng của em thì là chú Quỳ Linh. Còn người mà em cảm thấy là cần để em học hỏi nhiều á là anh Trấn Thành. Đó, hay quá. Tôi nhìn là tôi biết là mê anh Linh rồi. Khoan, nhưng mà vấn đề là học hỏi tôi cái gì nè? Dạ, thứ nhất là sự nỗ lực. Và thứ hai nữa là đó là biết vượt qua được mọi thứ. Và cái nữa là anh sống rất là tình cảm. 1 triệu là 1 triệu là đó chứ. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây và nói cho anh những cái lời nói rất là chân thành. Thì anh hy vọng là hôm nay em sẽ diễn cái gì đó thiệt là vui ha. Dạ. Rồi em ơi. Dạ. Mình có đạo cụ gì không hỉ? Dạ không ạ. Rồi. Có bộ đồ đó. Ôi trời đất ơi. Đó, nói đầu vô thấy vui vui đó. Vui vui, được. Vô. Xanh chuối, đọt chuối đồ em. 60 giây, bắt đầu. Ừ, chào mấy con. Ừ, chào hai bức thượng nữ thần. Ừ, chào luôn cái miếu. Ừ. Quy à Quy, em bây giờ là đề tài của hài hước Quy. Thiệt luôn á, không có em là chương trình này không có hài luôn á. Quy, một thời gian nữa tôi nói bảo đảm sẽ có miếu ông Quy mà, tao nói thiệt á. Rồi đi ra tới ngã ba, tới tự nhiên tới lộ tẻ dừng là tháp miếu ông Quy. Ờ, ông Quy lên thiên phù hộ cho con. Tôi thấy ông nhìn tôi có ánh mắt chiều mến lắm, mà giờ ông đưa tôi lên miếu luôn. Ừ, được. 2 triệu. Cái này là miếng thời sự. Được, chịu nha, triệu like. Em ơi run quá, em xin hát một bài được không ạ? Được rồi, mời em. Trời ơi. Vui lắm. Ta ra, ta rung. Còn này nó rung giữa giờ. Giống như rung giờ giải lao vậy đó. Ca đi cơ. Dạ, em xin gửi đến cho bài này em tặng cho anh Trấn Thành với anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Huy ha. Dạ. Với tất cả quý khán giả, một khúc hát cải lương làm tiếng trống Mê Linh. Rồi. Rồi, vô. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay chẳng làm với tâm sự, thì ba lại ta tờ của phu nhân đã tròn tình giang nghĩa. Đứng trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lừa đó, để cho bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước hoài hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã quảng binh để bảo toàn mạng sống cho ta dù trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy kêu gọi nghĩa quân anh dũng tấn công đi, hãy nổi trong tấn công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ, đưa tiếng hồn ta về tận cuối phương trời. Phu nhân ơi, sống chết là chuyện. Được rồi. Hay quá, vỗ tay. Nói em nghe, hồi nãy mà em làm cái này mà em thi vào. Em biết không? Ta nổi gió lên ta kêu, phu nhân hãy tấn công đi. Phu nhân hãy tấn công đi. Mà nội em làm vậy, anh với anh Giang nãy giờ bò ra thôi, anh con em. Dễ thương lắm. Mà hát được chứ phải không? Rồi, thoải mái chưa? Sao cưng? Thấy duyên quá rồi, khán giả ta đang hát. Dạ, em nghĩ là em... Tiền không quan trọng nên em nghĩ em sẽ đi tiếp. Đúng. Đi tiếp. Chịu. Với cái sự yêu mến của em dành cho anh Trấn Thành, nếu em rớt anh Thành vẫn tặng cho em 10 triệu được. Không có gì phải lo ngại nha. Riêng anh Giang là cũng có thêm 10 triệu nữa. Tại vì cái tình thương á, anh em như nhau. Anh đau bụng quá, anh đi về trước. Rồi, thoải mái chưa? Mình giỡn cho em thoải mái đó. Rồi, cố lên cưng. Bắt đầu nha. Chuẩn bị nha bạn, 60 giây. Bắt đầu. Ừ, rồi bây giờ ngoại kể câu chuyện ha. Đó, thì bữa đó trong nhà nó có 4 con rùa. Đó, thì một bữa nọ thì 4 con rùa nó mới buồn với nhau, bị nó coi Trường Giang nó hát bài đời tôi cô đơn, nó hát gớm lắm. Đó, thì bữa đó nó hát xong, nó nhậu xong, nó lên men, thì 3 cái con rùa lớn nó mới kêu con rùa nhỏ. À, rùa nhỏ, hết rượu rồi mày đi mua rượu đi. Thì con rùa nhỏ nó mới tức quá trời đi, bị nó nhỏ mà nó có chút xíu giống như Trường Giang vậy đó. Đó, xong nó mới toàn tàn nó đi mua rượu. Nó đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 4 ngày.
nó vẫn không về. Thì cái con rùa lớn nó mới bực quá, nó ở nhà nó mới nói: trời ơi, cái con rùa nhỏ nó làm gì mà đi mua rượu lâu dữ ha. Rồi nghe có đầu tiếng thè thế ở ngoài: mày mà nói nữa là tao hỏng cái đi luôn á. Dạ. Ừ, thì đó, xong rồi cuối cùng nói chung là bây giờ, nói chung là bây giờ không có cự và xả dài. Bây giờ hỏi có cự không? Rồi chơi luôn. Xong. Rồi. Hết thời gian. Ây da. Anh chờ cái con rùa nhỏ với rùa lớn nó gặp lại là cái chuyện gì xảy ra mà tự nhiên rùa nói mẹ không đi tao không đi luôn gì đó là sao? Tại vì ý là có đi con rùa đó 3-4 ngày á. Rùa đi chậm á là 3-4 ngày nó mới có bước ra được anh tới biết, cái cửa. Nói về rùa là biết, chắc chắn là đi chậm rồi, nhưng mà cái đó không đủ cái đô để cười. Thì vì ai cũng biết là rùa đi chậm rồi. Thí dụ nè, sau 3 ngày ba con rùa kia ngồi đợi, thấy không? Rồi bây giờ em gọi thoại hỏi con rùa kia: mày đi tới đâu rồi 3 ngày mà tại sao mày chưa vậy? Mày đang ở đâu? Tao mới ra được khỏi cửa quán. Thí dụ vậy, mình có cái gì đó cho người ta hình dung ra được, nó phải rõ ràng. Trời, tự nhiên kể một câu chuyện, anh gọi anh hy vọng quá trời, cuối cùng không, cái con rùa kia không biết làm cái gì, không về. Cái lý do mà tại vì hôm nay em không thi được là do em, nãy em chọc cái miếu ông Quy. Nó không có phù hộ nội trì. Quở đó. Thôi được rồi, nói chung là em là có duyên đó. Và em rất là thông minh nữa đó. Và em gọi là rất tự tin trong cái việc thể hiện. Nhưng mà không may mắn thôi. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em.